Hello mọi người, là tôi đây. Yes. Ok, hello mọi người, hiện tại mình và cùng với tất cả thành viên Hero Team và B Team gọi là đang đợi xe nè mọi người. Trời, nó phải 4 giờ sáng mới má ơi. Hello Timmy-chan. À, chưa cận này Timmy bông nói gì nè mọi người. Ok. Tao ơi, nhìn nhóm vú em chơi. Còn tao không tin được luôn á trời ơi. Rồi ok, bây giờ tắt điện, tắt đồ các kiểu ha. Thôi chuẩn bị lên xe thôi mọi người ơi. Trời ơi, 4 giờ sáng mà rất là mệt luôn các bạn. Vì chưa ăn gì mà phải đi lên gọi là chỗ quay phim rồi các bạn ơi. Thôi hẹn các bạn gặp ở đấy nhá. Đây là wow. Cảm nhận quan hôm nay như thế nào? Hôm nay nha. Yes. Em hãy tưởng tượng là em phải đứng trên cái dàn này và nhún. Hey yo, what's up man? Oh my god, mình nghe tin là mình phải đứng trên kia mình nhảy các bạn ơi. Oh my god really. No, mình sợ độ cao lắm các bạn ơi. Trời ơi. Ok, thì cạnh này là tôi thay đồ này mọi người ơi. Đó. Còn bên này là gọi là chị Camui và chị Sammy Đào của tôi đang make up này mọi người. Đấy, để chuẩn bị gọi là cho phần... ok. Rồi ok, bây giờ tới lượt make up của tôi nè. Ok, em mong chị make up sẽ make up em thành gọi là người Hàn Quốc hay là thành style gì đó chứ không phải thành anime. Ok, cảm ơn chị make up rất là nhiều. Rồi biến hình. Rồi, chưa biến hình, nhầm. Bây giờ mới biến hình nè. Tan. Trời đất ơi, tao nói nó đẹp gì đâu mọi người. Tính ra thì gọi là sao ta, đây là lần đầu tiên mình make up với một style nó rất là ngầu lòi luôn các bạn ơi. Nó kiểu gọi là nó rất là sắc bén các bạn không. Đấy, như gái Hàn đó, gái Nhật đó các bạn ơi. Đấy, rất là xinh luôn. Ok, thì cạnh này là do gọi là đợi tới gọi là lúc mà mình quay thì mình sẽ quay cạnh gọi là full cái trường quay ở đây như thế nào nha mọi người. Đây là full trường quay nha. Đấy, ok. Ok, cạnh này là của Sam nè. Hello. Rồi, bây giờ xem chị tôi thể hiện chỗ nào nha mọi người. Sammy Đào, let's go. Đấy, trời ơi, thấy chưa, người ta là có trend gọi là bồ em hay bồ gì đấy, bây là bây giờ mình sẽ có trend gọi là chị em các bạn ơi. Oh my god, bạn không, Sammy Đào quay cực kỳ ngầu luôn, trời ơi, đúng là chị tôi mà các bạn. Đấy, ok, rồi, bên cameraman cứ chạy qua chạy lại, trời đất ơi, khổ ghê. Ok, thì đây là mình và Sam này mọi người. Hello. Ok, được rồi, mình nghĩ mình sẽ chuẩn bị cho cảnh quay của mình thật là tốt hơn mọi người. Ok, hẹn gặp các bạn ở cảnh quay của mình nha. Rồi, thì đây là cảnh quay của mình này mọi người. Ok, chị make up dậm lại phần các kiểu. Hello, Gucci Gang, what's up. Đấy, ok, bắt đầu tới cuộc trình diễn của Mèo Simmy. What the heck, mà đồ nhảy gì vậy trời. Let it go. Cạnh này là nó người ta xịt khói các bạn ơi. Siêu ngầu luôn các bạn. Ok. Gần xa ghê. Không có này. Đây là anh Phong Cận TV nha mọi người. Đó, mặc set đồ rất là bảnh bao luôn. Nhưng mà sợ anh nghĩ anh có thể ráp được tốt không? Tất nhiên là được rồi. Hết. Ok, tới anh Tùng, anh nhầm, anh Ti Gaming, anh cảm nhận như thế nào sau khi rap một bài rap? Thực sự thì mình thấy rất là dễ các bạn ạ. Chỉ một shot đâu đó của mình khoảng 10 giây thôi. Nhưng mà mình thì rất là đơn giản, tầm 2 tiếng mình xong các bạn ấy. À, ôi, chân thành quá. Ôi, anh Cây Don, trước khi anh quay anh có muốn phát biểu gì ở kênh em không ạ? Dễ, chỉ cần như vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì đúng hơn đó, rồi anh sẽ nhảy cái điệu này lên bài rap của mình luôn à? Đúng vậy. Ồ, đây là điểm nhấn của anh đúng không? Đúng luôn. Rồi các bạn đi sau một like nhá. Ok, được rồi, thì đây là mình cũng không biết phải nói sao nữa. Cái cạnh này là trong chỗ make up thì có mình, cameraman đấy. Ok mọi người, thì đây là cạnh giờ nghỉ trưa, đúng rồi, giờ nghỉ trưa. Hiện tại mọi người đang lại là chụp ảnh selfie các kiểu. Đấy, thì phong cảnh của mình đã quay xong rồi thì như các bạn đã biết. Đấy, thì hiện tại thì cảnh tiếp theo thì chắc là sẽ là hồ anh em quay. So xong hết trơn rồi, giờ tôi sẽ ngồi coi hội anh em thể hiện chỗ tài như thế nào nha mọi người. Đấy, hội anh em sẽ thể hiện như thế nào đây. Khá là hóng nha. Ok, let's go. Rồi, ok, thì cảnh quay đầu tiên của chúng ta của hội anh em đó chính là Phong Cận TV. Ok, coi Phong Cận gọi là nhảy múa các kiểu như thế nào nha mọi người. Yes. Go. Rồi bây giờ là tới ăn cây đon của tôi nha mọi người. Rồi ok, bây giờ trước khi gọi là quay chỉnh thì phải vận động các kiểu á. Đấy, ok, 1, 2, 3, let's go, yo. Và cạnh là của Timmy Chan. Cái em nè. Rồi, moving hả? Và đây là anh Rô bị đơ. Ok. Và cạnh này là mình chụp ảnh poster nha mọi người. Đó, nói chung là siêu ngầu, siêu Gucci Gang luôn mọi người. Yo yo what's up các kiểu. Đấy. Ok, thì đây là cũng một cảnh chụp ảnh bình thường à, chả có gì nên mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng không biết nói sao. Và mình nói chung là nếu các bạn quay được tới đây thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, let's go. Net. Yo. Nó muốn làm nữa làm, cảm thấy nó vui là được. Chứ. Ok, hello mọi người. Bây giờ sẽ là cảnh đợi quay cảnh full team mọi người. Đấy, cảnh này thì mọi người đang chụp xuất tin đó mọi người. Đó, ok, Mập có cảm giác như nào khi chụp xuất tin xong? Ui, thích quá mọi người, cái phông đen thích thực sự. Đẹp thật sự, đẹp. Đó. Ok, thì bây giờ hiện tại mọi người đang ngồi quay TikTok các bạn. Đây, các dân chơi TikTok đang ngồi lộng hành này. TikTok. Còn TikTok không. Đấy, còn đây em vẫn đang chụp hình cho mọi người. Đó, các bạn đang xem bên này đang quay gì các bạn được quay về lộ phì cho tôi biết nha. Đấy. Đó, Sam rất là ngầu luôn mọi người. Ok, thì tới tối thì tụi mình sẽ quay full team thì các bạn cũng đừng quên xem đón chờ với mọi người. Đừng tua clip nha, nhớ nha. Bye. 1, 2, 3. Chưa nha. Rồi, cắt. chị đi. Lúc thì cái hút cái cam qua đây. Bật lên. Hero Team thì phải mất bài. Ui da, cái này là